quán điêm xăm xịn sò nằm đối diện mặt Hồ Gươm nay chỉ 168k một người. Thông điệp vũ trụ dành cho những bạn hay ngủ nướng tới 1-2 giờ chiều. Giờ các quán nghỉ trưa không biết đi ăn ở đâu nhá. Đây là một trong những quán điêm xăm đầu tiên tụi mình từng thưởng thức từ hồi xưa bởi vì khá gần nhà hai đứa. Anh làm cái nghề này được 30 năm. Wow, vậy là bếp trưởng hơn cả tuổi tụi mình luôn á. Gừng mẻ bột nhân làm tới đâu phải dùng hết tới đó. Những đôi tay thuần thục đầy kinh nghiệm chỉ cần 4-5 giây là đã xong một chiếc dim sum xinh yêu rồi. Cả đồ của anh là sử dụng là tươi và làm trong ngày, bán trong ngày. Phu Rông Hơn nằm ở vị trí quá đẹp rồi, trong tòa nhà hàm cá mập. Ai đi dạo quanh Hồ Gươm chắc hẳn đều đã nhìn thấy quán rồi, nhưng rất ít ai biết ở đây có menu chiều chỉ 168k một người, là được chọn 5 món bất kỳ trong số 40 món trong menu này đó. Quá ư là hời bởi vì với vị trí và không gian sang xịn ở đây, rất nhiều người nghĩ và cho rằng Phu Rông Mua là một quán dim sum giá cao, nên là mình mách cho các bạn tranh thủ đi ăn buổi chiều sẽ được giá rẻ hơn này. Như nay mình và Tú Anh đi ăn 2 người, tức là được gọi 10 món trong menu 40 món này lận. Mấy em bánh bao này vừa xinh nhân lại lại còn no nữa. Menu này sẽ hoạt động trong thời gian là 14 giờ tới 17 giờ hàng ngày nha. Hai đứa ăn từ cái hồi cấp 3 không có nhiều xiềng mà bây giờ có nhiều xiềng hơn, tự nhiên nó lại rẻ đi, ghét thiệt á. Cái đĩa thịt quay tổng hợp này là tụi mình gọi thêm bên ngoài nha. Đây là một đĩa mà lần nào đến Phu Rông Mua tụi mình cũng gọi. Có vịt này, heo quay và thịt gà mỗi loại chấm với cả một loại sốt riêng biệt. Chia sẻ thêm cho các bạn món yêu thích của tụi mình thôi, chứ thật ra mỗi người 5 món trong cái menu vừa rồi là no ú ụ rồi. Dim sum của Phu Rông Hua chắc chắn là luôn có phần nhân tươi này, vỏ mỏng vừa đủ, chất lượng thực sự tốt hơn từng ngày so với hồi xưa tụi mình ăn rất nhiều. Các ông có công nhận thi thoảng ngủ nướng dậy cái tầm 12 rưỡi 1 giờ lên đồ xong không biết đi ăn gì vì nhiều quán hầu như sẽ nghỉ trưa không, thì đây nốt lại nhá.